Thời điểm này là thời điểm là chúng ta có thể mua được những bất động sản giá tốt. Hai lý do. Lý do thứ nhất là vì tình hình kinh tế đang rất là khó khăn, nên nhiều chủ nhà và chủ đầu tư họ sẽ bán một cái giá để họ thu vào vốn về. Thì chúng ta trong cái dịp này có thể là thương lượng để được đàm phán một cái giá tốt nhất. Thứ hai là theo như là chu kỳ kinh tế thì thời điểm này là chúng ta cũng nên mua để dành để quê cái đợt sóng này, thì chúng ta có thể đầu tư mua đi bán lại được. Thì trong ngày hôm nay em Trực sẽ giới thiệu một ngôi nhà như thế, có giá là 3,5 triệu, ngang 10, dài 15, full thổ cư, gần chợ, gần khu đô thị và cách biển Nha Trang mình chỉ có hơn 5 cây số thôi, rất là gần luôn nha quý anh chị. Và bây giờ em Trực sẽ review cho quý anh chị xem, cũng như bay một số đoạn flycam từ trên xuống. Ở đây thưa quý anh chị, đây là cái lối đi vào với ngôi nhà của mình. Đường của nó hiện trạng rộng là 3,5 m nha. Ở đây chính là toàn bộ hình ảnh ngôi nhà. Thì ngôi nhà mình có cái tổng diện tích là 143 m, ngang 10, dài là 14,47, full thổ cư, hướng nhà là hướng đông bắc. Nhà có kết cấu là một trệt, hai lầu, ba phòng ngủ, một phòng thờ và hai toilet. Thì lát nữa em sẽ đi vào phía bên trong cho quý anh chị nhà mình tham khảo luôn. Thì cái con đường hiện trạng này này, nếu chiếc xe dòng dòng như xe của VinFast á, xe dòng Fairview á, hoặc là xe Việt Accent, mình phải đi vào được. Vì chủ nhà với cái chuyện ngang của mình đó, chủ nhà xây ở góc này này, có một cái khoảng sân để họ để sinh hoạt ở đây. Thì nếu mà quý anh chị có xe hơi thì có thể sửa lại cái góc này để xe vào rất là tiện luôn, vì nhà mình ngang tới 10. Và toàn bộ cái mặt trước ngôi nhà ở phía tầng 1 á, thì chủ nhà họ để làm toàn bộ rất là kỹ càng để bảo vệ cái phần trước của ngôi nhà. Thì nhà mình xây khoảng chừng là được là có 3-4 năm nay thôi, lý do cá nhân mà bán riêng cái phần cái cổng sắt này nè được khá là nhiều tiền. Thì vị trí của ngôi nhà mình là thuộc là thôn Ngọc Hội, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang. Thì em xin nói thêm về cái xã Vĩnh Ngọc này, thì xã Vĩnh Ngọc là một trong các xã quy thành phố Nha Trang. Ngọc có hơn 10 thôn, cái vị trí nhà chúng ta chính là thôn Ngọc Hội, giáp với thôn Xuân Lạc và bên kia cầu gỗ đây quý chị chính là thôn Hồng Nghê. Thì nhìn trên cái bản đồ Google Maps này thì quý anh chị chỉ nhìn thấy rất là rõ, cái xã Vĩnh Ngọc này rất là rộng vì diện tích của nó là tới 887 ha. Theo cái bản đồ này thì xã Vĩnh Ngọc của chúng ta rất là gần biển, cách biển chỉ hơn 5 cây số thôi. Thì quý anh chị nhà mình có thể tìm hiểu thêm Google. Và sẵn đây em Trực sẽ đo cái khoảng cách cũng như là những tiện ích xung quanh cái ngôi nhà của mình nha quý anh chị, để cho quý anh chị mà lần đầu biết tới xã Vĩnh Ngọc á, qua luôn. Bấm vào nè, thì cái dấu màu xanh này á, chính là cái vị trí ngôi nhà. Mình sẽ phóng to đây, thì ngôi nhà nó gần những điểm nào. Thì ở đây thì có gần là trường trung học cơ sở Cao Thắng. Thì cái trường trung học cơ sở Cao Thắng này á, thì nó nằm trên mặt tiền đường Lương Đình Của. Thì cũng như ta được cái hai vị trí đi, thích vào này, bấm vào là 260 m, tương đương khoảng 1 phút xe máy. Thì ở trên cái Google Map này á, nó có hiện sẵn luôn, đo cho chúng ta, cũng là tương đối cho chúng ta tham khảo thôi. Và cái phần mà em đánh dấu này chính là cầu gỗ Phước Kiển. Thì quay bên cầu gỗ này như hồi nãy em nói chính là thôn Hồ Nghê của xã Vĩnh Ngọc. Thì quay bên này á có cái A Resort. Thì chỗ này là một khu du lịch đó quý anh chị. Thời điểm này nóng như bây giờ thì rất nhiều gia đình vào cuối tuần hay qua đi chơi. Thì bấm vào nè, đường đi là 1,8 cây số, khoảng chừng 5 phút xe máy nếu chúng ta đi qua cầu gỗ. Thì cầu gỗ này chỉ đi bằng xe máy thôi, còn căn nhà mình có ô tô phải đi bọc qua lại đường Trần Phú mới qua được. Tiếp theo em sẽ đo khoảng cách nè, cái chợ Vĩnh Ngọc nha. Thì chợ Vĩnh Ngọc nó gần cái
mình nhất nè, đi ra đường Lưu Điện Cũ sẽ tới đường Vĩnh Ngọc, bấm vào. Ở điểm này là 1,1 cây số, khoảng 3 phút xe máy thôi, rất là gần. Về ngôi nhà mình thì gần khu đô thị Vĩnh Điểm Trung. Đây, thì em thích vô cái một cái đường nào gần nhất cái ngôi nhà của mình đi, thì đường 19 tháng 5 này, thì chỗ này tiền nó chính là siêu thị. Nhầm rồi. Em bấm vào siêu thị Go đi. Đường đi nè là 1,9 cây số, tương đương cũng 5 phút xe máy thôi quý anh chị. Thì bây giờ em sẽ thích tới biển nè, tới chỗ bãi tắm luôn nha. Bãi tắm. Biển thì cái quảng trường thích tới bãi tắm đi. Cái lấy đi trọng nè. Là chỉ hơn 5,2 cây số thôi quý anh chị. Rất là gần luôn. Thì tiện ở xung quanh mình rất là gần đây. Và em sẽ kích vào cái bệnh viện này, bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Đây, là quý anh chị nào mà chưa biết bệnh viện tỉnh á, thì nếu mà mình đi về bản đồ á, chỗ này có sân vận động, thì cái bệnh viện tỉnh mình thì đối diện sân vận động luôn, nằm trên mặt tiền đường Dịch Sinh. Bấm vào. À, 4 cây số, khoảng là 10 phút xe máy. Tùy vào cái tuyến đường thời điểm nào nữa, tại vì khu này xe qua lại rất là đông. Và đây là bên trong căn nhà nha quý anh chị, thuộc tầng 1. Chỗ này thì chủ nhà họ có thiết kế một cái cửa kéo cuốn lên xuống để bỏ xe máy ngay đây. Rất là tiện lợi luôn. Em sẽ đứng cái góc bên này quay toàn bộ khu này cho quý anh chị mình xem nha. Đây, góc này đó. Và cái góc bên này á chính là một cái phần mà để chủ nhà họ tiếp khách ngay đây. Thì như hồi nãy em nói, nếu mà chúng ta không có nếu mà chúng ta có xe hơi á, thì chúng ta có thể làm cái cổng ngay khu chỗ này nè. Đó, chỗ này là quý anh chị để xe hơi để vào. Thì chỗ này họ có để, chủ họ có để một cái góc để họ làm cái hồ nước ở đây. Hiện tại là đang trồng lan, cái hồ kén ở đây. Em sẽ đi ra sau này. Này nè, khu này phù hợp cho chúng ta để ô tô, thì chủ nhà là người họ rất thích nuôi gà. Đây, khu này, chỗ này ít nhất cũng phải là ngang ngang năm. Chỗ này là hay, không khí rất là mát, tại vì cái ngôi nhà mình là cách con sông cái rất khoảng chừng là 2 cây số thôi, thì cái hướng gió lấy từ con sông cái về buổi trưa ở đây rất là mát. Còn đây là bên trong tầng 1, thì hiện tại là như cả nhà mình thấy á, thì chủ nhà họ có để lại toàn bộ nội thất đây, chỉ lấy những vật liệu cá nhân mình thôi. Cho những cái một cái điện chùm này rất là đẹp luôn. Thì ở dưới tầng 1 bao gồm là một phòng khách, một toilet và một nhà bếp. Thì chủ nhà họ có sinh hoạt tầng 2, thì lát nữa em sẽ đi lên tầng 2 cho quý anh chị nhà mình tham khảo nha. Đây, góc nhìn đứng từ dưới mình nhìn lên trên phòng khách. Và đây là khu vực bếp. Nhà khá là rộng với 143 mét. Chỗ này có một cái giếng trời, chỗ này để làm máy giặt, mà có thể để phơi đồ ngay đây vào những buổi trời mưa. Giếng trời này hai toilet, một bên là để dùng để đi toilet bên này, một bên là dùng nhà tắm bên này. Này,
Về nhà cũng khác, về nhà cũng cũ rồi nên em sẽ đi về nhanh không quay kỹ. Thì kết cấu nhà như quý anh chị thấy trong video á, quý anh chị là mình cần gì thì cứ liên hệ em trực. Em sẽ gửi toàn bộ cái thông tin nhà này qua Zalo cho quý anh chị mình tham khảo. Vị trí sổ đỏ luôn. Còn bây giờ em sẽ lên tầng 2. Cầu thang tay vịn bằng gỗ, kính cường lực. Cái phần cầu thang này nè, rất là dễ lau chùi nha quý anh chị. Cái khoảng tay này mình đưa lên đi xuống như nè, rất là dễ lau chùi. Thiết kế cũng khá là hay. Và đây chính là cái không gian chính dùng để sinh hoạt của ngôi nhà. Đấy. Thì trên đây tầng 2 thì có một cái nhà vệ sinh nhưng mà sinh hoạt cho tầng 2. Riêng tầng 2 này là có tới 3 phòng ngủ. Thì bao gồm là gia đình vợ chồng mình, hai đứa con và ba mẹ nếu mình còn ba mẹ ở đây. Cửa có tầng 2 đó. Của phần cửa chính trong ngôi nhà chính là cửa bằng chất liệu gỗ hết nha quý anh chị. Đây. Đây là bên trong tầng một phòng ngủ. Riêng phòng ngủ này chắc chắn là sinh hoạt của hai vợ chồng rồi. Một toilet riêng trong này. Đây là phòng ngủ thứ hai. Chắc dành cho con rồi. Đây, thì cũng giống như tầng ngủ ở bên bên kia thôi nhưng mà diện tích nhỏ hơn. Tiếp đến là phòng ngủ thứ ba. Thì phòng ngủ thứ ba có một cái cửa chính ngay đây, chắc là có ban công ở đây nè quý anh chị, để em mở cái ban công nha. Cứng quá. Để em vào bên cái góc kia. Góc này. Chỗ này là có một cái phòng thờ luôn. Ở đây quý anh chị, thì cái cửa chính hồi nãy như hồi nãy em nói là cái phòng ngủ thứ ba đây, cái cửa này. Mở này mở vô có cái ban công ở cái hướng này, hướng nhà, hướng chính của ngôi nhà. Đấy. Còn cái phần này á, cái gian này á, chính là cái cửa của cái phòng thờ. Đây là đứng từ tầng 2 xuống, nhìn xuống cái con đường đi vào ngôi nhà của mình. Và bây giờ em sẽ đi lên tầng 3. Thì như em được biết là tầng 3 là dùng để chủ nhà họ để họ làm nơi mà họ nuôi chim ấy quý anh chị. Đó, thì họ nói về như thế. Thì tầng 3 chỉ dùng để mình để đồ đạc thôi. Chủ nhà họ không dùng đến khu này. Là như quý chị thấy đây là đồ đạc. Ở đây để còn khá là trống nguyên khu cái tầng 3 này. Về ở ngoài tầng 3 này có một cái sân khá là rộng thì quý anh chị nào mua về có thể tận dụng được. Ở đây, đây là bên ngoài của tầng 3, không gian khá là rộng, chúng ta có thể tận dụng khu vực này làm một dàn cây cảnh ở đây, hoặc là làm dựng thêm hoặc xây thêm một số phòng ngay đây của tầng B. Tầng B khá là thoáng. Đứng từ góc nhìn này nè, đấy mình đi lên đấy, khá là rõ đây. Đây đứng này thì mình có thấy được là khu đô thị Vĩnh Điền Trung. Cái chung cư mà cao cao kia chính là CTB mới hoàn thiện xong. Bên cạnh đó chính là chi cục thuế. Còn bên kia này, bên này chính là xe 6, xe 7.
đây là khu phân lô này. Cái hướng này quý anh chị chính là cái đường cầu dưới Phú Nông nha quý anh chị. Đây toàn cảnh của tầng bên ngôi nhà. Thì lát nữa em Trực sẽ chạy từ vị trí ngôi nhà mình đi tới trường Cao Thắng này, đi tới chợ Vĩnh Ngọc và ủy ban xã Vĩnh Ngọc cho quý chị nhà mình tham khảo luôn nha. Thì cái về phần điểm trừ của ngôi nhà thì như quý anh chị thấy đây, thì ngôi nhà mình á, mình trong cái vị trí là cuối hẻm ra cuối hẻm rồi, cuối hẻm này đó là cái điểm trừ đầu tiên cho ngôi nhà. Thứ hai thì quý anh chị có thể nhìn trên cái bản đồ này hoặc là trên flycam này, quý vị thấy là ở cách xe mình thì có một cái khung mộ này, khung mộ này khá là lâu rồi. Rồi đó chính là hai cái điểm trừ thôi. Ngồi ra từ giấy kẻ cho tới vị trí của ngôi nhà khá là tốt, rất là tốt về giá luôn. Thì tới đây em Trực tạm dừng ở đây. Quý anh chị nào cần thông tin hoặc là đầu tư tại Nha Trang thì liên hệ em Trực. Số điện thoại em là 0843216679. Em Trực sẽ gửi toàn bộ thông tin qua Zalo, vị trí sổ đỏ cho cả nhà mình tham khảo luôn nha. Thì sáng nay em Trực có chích quy hoạch tại Khánh Hòa, nhanh và chậm đều có, cá nhân mọc sẵn luôn. Thì em Trực cũng sẽ gửi cái bản vé đó cho quý anh chị nào cần qua Zalo. Hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo.